Hello cả nhà. Cuối năm chuẩn bị qua năm mới, chúc cả nhà mình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Đây là vườn vích hồng của chú Hai Kiệt. Hello. Hello Hoàng Yến. Cả nhà mình có ai tham quan thì nhớ cô địa chỉ này tham quan cho vui nha cả nhà ơi. Đây. Quýt hồng thì cam quýt đầy đủ nha cả nhà ơi. Hello Phạm Trinh. Gia đình nhà mình có ai ăn quýt không nè? Đây. Quýt hồng chuẩn bị cho Tết nha cả nhà ơi. Bên kia chín chín muối khô cây luôn cả nhà thấy không? Đây là ao nuôi cá. Một khu vườn rất rộng. Đây. Đây là quýt hồng còn non đây, chín đây. Đây nè cả nhà ơi. Đây cây cầu khỉ, nếu ai người sông nước thì nhớ cây cầu khỉ này nha. Đây là cầu khỉ bắc qua mương, hồi xưa là bắc qua sông. Quýt quá trời chín luôn cả nhà. Đây. Trái chịu. Hello anh trai tới của mình. Đây. Càng đi thấy càng nhiều lắm nha cả nhà. Đây. Đây trái to quá dữ. Cả một vườn quýt không nha cả nhà ơi. Đây. Nói chung vô đây là quýt. Trên bờ là quýt, ở dưới là cá. Đó là sâm canh. Hello Ngọc Liên. Chào mình tí cả nhà, để mình hết pin rồi. Hello. Đây nha cả nhà. Mình dạo tham quan sơ, khách chưa vô tới mình đi trước. Tài xế được ưu tiên được tí đó. Hello Nguyễn Đào. Đây một cây quýt nhỏ mà trái quá trời trái luôn cả nhà ơi. Thấy cả nhà thấy cá không? Đây là cá người ta nuôi. Đây là bưởi. Đây là ngôi nhà mơ ước. Đây quýt đây, quýt đây, vườn còn rộng dài lắm mà, nhưng mình đi ít thôi để like sơ cho cả nhà xem. Đây là cam đường nha cả nhà ơi. Đây cam này vỏ dày nhưng rất ngọt. Đây là một nhánh quýt đây cả nhà thấy không nè. Wow. Ở Lai Dung Đồng Tháp á em, ở xã Long Hậu, vườn chú Hay Kiệt là ở xã Long Hậu. Đây. Quýt hồng thì trái nó lưu thưa và như nó chất lượng trái nó bự. Đây cả nhà lại coi đây cây đây. Cây này là quýt đường nha cả nhà, chứ không phải là quýt hồng nha. Đây. Hello Thảo Bùi. Đây. Cái này là quýt đường. Đó quýt người ta rụng nè, đầy dưới mương luôn. Ở vườn thì nó được có cái đó đó. Cả nhà theo chân mình đi tiếp khúc quảng nữa ha. Đây cái đoàn khách của mình là đang vô á. Đây cả nhà thấy không.
gà thả vườn luôn. Dạ đang like, đang like, cả nhà mình đi ngang ai cũng có một tấm hình chung trong đây hết luôn. Hello Quỳnh Kim Thủy, đây là bà Hai, khách yêu của mình đấy. Cả nhà thấy không, thấy không, thấy quýt không, chết không, trái quá trời, quýt hồng trái rất lớn. Cái anh mập đi đầu là anh Sửu, biệt danh của ảnh là dân gốc Tân Định mình, gấu yêu của ảnh. Trời ơi, bị sát. Đây là chủ vườn nha cả nhà. Phải phải chú Hay Kiệt không? Không. Không phải hả? Em. Đây là chú Ba Kiệt. Một nông dân chất phác. Rồi mình đứng đây mình đón cái đoàn mình đi qua nè, quay cho cả nhà xem nè. Wow, hay không, hay không? Những đại gia của Bình Dương không có cả nhà ơi. Đây là hot boy, hot boy, hot boy này dân Đồng Tháp nè. Đây là hướng dẫn viên bé nhỏ này. Giờ chiếc nón, giờ chiếc nón, giờ chiếc nón coi. Cho quay chiếc nón, quay vòng chiếc nón coi. Hello Jimmy. Đây là cái nón của Dùng Lê Dung. Đây, hướng dẫn viên bé nhỏ. Quay lại cái hot boy. Hello. Đây là anh chàng đẹp trai nhất xe mình nhất cả nhà. Xe đúng rồi, không có nhì xe nha. À, nhất xe. Xe mới chịu á. Hello con đi. Đây, Diệu là gấu yêu của anh Hot Boy nãy. Cả nhà mình thấy quýt nhiều không? À, chị này đang tự xuống đây. Chào cả nhà cái đi Hot Girl. Đây, cây này nó chín quá, nó bị héo á cả nhà. Đây, một người đẹp đến từ Định Phước, Tân Định. Chào. Rồi, được chưa cả nhà? Đây, mình sẽ đi qua cây cầu khỉ cho cả nhà nhìn nha. Đây, cây cầu khỉ mình có thể đi là mình không phải dịnh cả nhà, không dịnh chắc mình làm cái phòng xuống là mình với điện thoại đi lượt. Đây, mình ra giữa xong. Đi lại cảnh cầu khỉ cả nhà ha. Đây. Hello Ngọc Hiếu. Đây vườn hồng, đây quýt hồng, đây giờ mình chuẩn bị qua kết thúc cây cây cầu khỉ. Đây là ghế tình yêu. Rồi. Hello con dâu. À, quýt hồng cả nhà ơi, vườn quýt hồng đây. À, đây trái quýt hồng đây. Nhưng nó chưa chín hết, nó chưa có cái màu đẹp. Đây, trái này là gọi là quýt hồng nè, đó, thấy không? Cả nhà thấy trái quá trời. Hello Thảo Nguyên. Có dịp vào Nam Anh dắt đi tham quan nè em ơi. Đúng rồi con, quýt hồng ở Lê Dung Đồng Tháp. Đây là có bưởi sen, sen canh vô nha cả nhà ơi, quýt bưởi đẹp. Thảo Nguyên khỏe không nè. Đây, quýt hồng xum xê cả nhà ha. Trái to, mọng, nước nhiều. Đây. Đây là hot girl sáu mấy tạo dáng dưới gốc vườn. Không quýt chứ cả nhà. Nhìn nhìn là bao mốt. Đây. Thấy không? Đó, một cây cầu khỉ tiếp nữa. Cứ một quãng là có một cây cầu khỉ. Rồi, buổi trưa chúc cả nhà mình vui vẻ nha. Mình xin offline nha. Hello cả nhà, bye bye.